Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, cảm ơn tất cả quý vị, quý khách gần xa. Chúng ta đã bỏ thời gian quý báu về đây để cùng chia sẻ niềm vui ngày hôm nay, cùng mừng lễ với đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và hơn bao giờ hết, cảm Amen và Phê Âm Tạm Trô Sang Mê Hê Căn Cuối Thầm Tế Đô Hê Căn Gia Chư Đô Mê Vã tam tro e hai nghe do cho do na sa ya nghe hai san da chu la ti hai na ba na cha hai ga du ta ta do tam pla tam pla hai ga chu do ya amen tin tam ni do tam nghe ba ha bon ka te mo ba la o he la tam ko tam bu san do da sa da tam ba an ba hai bu ba go ma ba ta ku la ba ta Các loại đó, 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 các loại đó